Đây là đài truyền thanh truyền hình Duy Xuyên. Đây là đài truyền thanh truyền hình Duy Xuyên. Kính chào quý vị thính giả và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền Duy Xuyên thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2020, tức ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý, phát trên làn sóng FM tần số 95,2 MHz và đăng tải trên trang website duyxuyenlt.vn. Chương trình hôm nay có trang tin tức thời sự, chuyên mục Toàn dân tham gia quản lý và bảo vệ rừng, chuyên mục Về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, và như thường lệ, phần cuối chương trình là chuyên mục Nhịp cầu hội viên nông dân. Mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 5, Đảng bộ Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng và đông đảo đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự. Tin của phóng viên Phi Thành. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phan Hộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những tồn tại khiếm khuyết cần phải khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nghị quyết đúng đắn để lãnh đạo trong thời kỳ 2020-2025, tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp bầu ra ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của đảng bộ đi dự đại hội cấp trên. Sự phát triển của đảng bộ ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đang đứng trước những vận hội và thời cơ mới, nhưng cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã đem đến cho chúng ta một thách thức to lớn chưa từng có. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đang chờ đợi và kỳ vọng một sự thành công của đại hội để tiếp tục lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn trước mắt, đưa đơn vị tiếp tục phát triển. Vì vậy, đại hội yêu cầu các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực, có hiệu quả cao nhất. Quý vị thính giả các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu hội viên nông dân. Ít phút còn lại của chương trình là phần thông tin quảng cáo. Anh ơi! Hả? Nghe nói giá vé cấp trẻ Bà Nà chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em thôi. Nhà mình đi đây anh! Được đó! Đi cấp trẻ Bà Nà tham quan cầu vàng, làng Pháp, cho con mình vào khu vui chơi nữa. Thích quá! Nhà mình đi thôi anh! Từ nay đến hết 31 tháng 5 năm 2020, Sunco Bà Nà Hills dành tặng chương trình kích cầu giảm 60% giá vé, chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em cho du khách có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Miền Trung Tây Nguyên chờ chi? Bà Nà ngay đi! Video AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.